cơm đi Thảo ơi. Để chút nữa chút điện mà cái là tiêu rồi mày. Ừ. Nó vừa mới thấy em cũng đâu điện đâu luôn. Có điện hả? Nó hỏi hồn. Ủa sao có nó mắm lại có xe này đó chị mẹ. Ừ. Xuống lấy cái dĩa thôi. Cái dĩa đi ra cho xuống bà nội nha. À để chị bà nội ăn luôn. Thôi để chị. Để mà mẹ ơi. Vậy còn bữa trước không bỏ. Không chưa mẹ. Cái ghế để đây là cho mẹ. Có cái ghế không? Cái ghế này ơi. Nó phải. Thôi đây vô trong đi. Vô trong. Nè vô trong đi. Vô trong, ngoài đây nó tạt quá Nguyên. Vô đây. Thịt chiên đi, các bông mỏng thịt chiên. Coi tình hình mưa các coi. Tình hình mưa các bạn. Tình hình mưa thôi nha. Này như là bão số 3. Vị trí tâm bão các bạn. Như là mưa dông quá à. Gió giật mạnh và sức gió mạnh khoảng cấp 12 cấp 3 các bạn. Dông lớn như ghê các bạn. Mưa này mưa trắng giả hết trơn các bạn nha. Này như là bão số 3. Nay thầm thấy là con chim tắm mưa luôn. Thầm thấy con chim nó mừng. Này có phải mưa các bạn. Con tháng 8 bữa nay không thể cắt lúa được. Hình như là mưa bão mình có thể trên bây giờ mình có thể mất hạn chế ra đường nè, cảm giác các bạn, cảm giác nè như là cảm giác 34 độ C thôi nha. Mưa quá mưa cục vàng ơi. Cục vàng đang làm gì vậy? Ngồi à, coi. Rồi cái mưa đó hả? Dạ. Trời ơi, mưa cũng coi nữa. Mưa quá mưa rồi. Mưa bão dông gió anh cha.
nước mưa các bạn mình hút nước các bạn. Chim nó mừng khoái tắm mưa các bạn, chim cũng mừng. Ở trên thành phố bữa nay có mưa các bạn, chợ cấp ba thôi nha. Trận mưa bữa nay vừa hết các bạn. Ngày này lát chú xếp họ tạo cầu vọng tới liền.